Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình cập nhật cho tất cả anh em một cái thông tin hết sức là quan trọng cho tất cả anh em nào đang kiếm tiền trên lĩnh vực crypto và cũng như là MMO nha các bạn. Thì trên Sidelay nó có một cái ví là Safiban Wallet, là cái tên của một cái địa chỉ ví. Wallet Pro là một cái tên thật các bạn. Nhưng hiện tại cái ví này là cái ví fake nè các bạn. Cái ví thật nó có tên nè các bạn, Safiban Crypto Wallet Bitcoin. Thì tất cả anh em hãy cẩn thận với cái ví Safiban Wallet này bờ rộn nè các bạn. Anh em không có nên nạp tiền hay là lưu trữ những cái đồng Bitcoin trên cái ví này nha tất cả anh em, thì sẽ bị mất tiền nè các bạn. Đây là một cái app giả mạo trên Sidelay nè các bạn, app fake nè các bạn. Thì mình có để một cái link dưới video này cho các bạn download, là Safiban.io download. Thì các bạn nhấp vào thì nó chuyển các bạn vào hệ điều hành Sidelay hoặc là Android, thì các bạn tải về nha các bạn. Thì mình có thông báo cho các bạn để các bạn mất tiền qua mạng nha các bạn. Vậy mình cũng chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.